chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hoa hậu Ngọc Châu lần đầu đón tiếp tay tại Mỹ, fan phản ứng, chị ở bên đó luôn đi. Ngọc Châu tỏ ra rất hào hứng với khoảnh khắc giao mùa tiếp tay ở xứ sở cờ hoa. Có mặt ở Mỹ để xem bắn pháo hoa cũng như giờ phút rời tay chào đón năm mới, đối với Ngọc Châu là một kỷ niệm rất đẹp và đáng nhớ. Để tận hưởng thời khắc linh thiêng này, cô đã lên đồ xịn sò để tham dự. Để khiến mình trở nên nổi bật giữa đám đông, người đẹp sinh năm 1994 diện bộ váy màu xanh lá cây đơn sắc với điểm nhấn là bông hoa bản to. Do thời tiết tại Mỹ khá lạnh nên cô khoác hờ chiếc áo vest cùng tông để khiến mình trở nên thời thượng và phong cách hơn. Được biết, đây cũng là hoạt động bên lề gần như cuối cùng của Ngọc Châu trước khi cô chính thức nhập cuộc để tranh tài cùng các thí sinh. Vào ngày 3 tháng 1 năm 2023, tất cả các thí sinh sẽ chính thức có mặt tại buổi ra mắt truyền thông. Đêm chung kết Miss Universe sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 1 năm 2023. Việc có mặt sớm một tuần là để Ngọc Châu thích nghi với điều kiện thời tiết, cân bằng lại cảm xúc cũng như dành quỹ thời gian ít ỏi của mình cho việc training về ứng xử. Ở phương xa, Ngọc Châu cho biết tâm lý của cô khá thoải mái và rất háo hức để được gặp gỡ các bạn thí sinh. 10 ngày chinh chiến chính là khoảng thời gian Ngọc Châu không được lơ là trong bất kỳ khoảnh khắc nào. Cô phải chỉnh chu từ trang phục, tác phong cho đến thần thái. Hy vọng với kinh nghiệm của mình, Ngọc Châu sẽ duy trì ổn định chuỗi thành tích in top kéo dài 4 năm liên tục do đàn chị Hờ Hèn Niê, Hoàng Thùy, Khánh Vân, Kim Duyên đã xác lập. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.